Đây là video ở thủ ô viên thành phẩm đây ạ. Đây nhá, hộp này, bao bì này. Đấy, đấy, đã lên thành phẩm như thế này nhá. Cái quy trình nấu hạt thủ ô thì em có thể nói sơ qua cho các cô chú và các anh chị là như sau. Khi mà nhập cái hạt thủ ô củ tươi ấy, thì mình chọn những cái hàng củ lạc, củ đẹp và to củ ấy, thì là mình đấy mình ngâm chặt ra và mình ngâm với nước gạo, mình rửa sạch nhé, rửa sạch xong sau đấy thì ngâm với nước gạo 3 ngày. Trong quá trình ngâm thì mình cũng có thay nước liên tục nhé, ngày nào cũng phải thay nước nhé. Đấy, khi mà ngâm xong ấy thì là sau 3 ngày đổ rửa sạch cái phần hạt thủ ô lại để cho nó hết cái phần nước gạo, cấn của gạo, nước gạo nó bám vào miếng hạt thủ ô thì ta mới đổ vào ngâm và nấu cùng với đỗ đen nhé. Đấy, vì sao mà nấu cùng với đỗ đen? Bởi vì là cái hạt thủ ô này thì nó có cái tính nóng. Đấy, khi mà nấu cùng với đỗ đen thì nó trung hòa được cái tính nóng và lạnh của giữa đỗ đen và hạt thủ ô, nên nó làm cho cái tính nóng không còn nữa, khi mà khách dùng thì cũng cảm thấy là nó mát và không bị nóng nữa. Đấy, khi mà nấu thì là chúng ta cũng chú ý là nấu đều lửa. Nếu mà nấu trong vòng 2 đến 3 ngày, nếu mà đều lửa được thì chúng ta nấu trong vòng 2 ngày. Đấy, chưng là nấu trong 2 ngày. Đấy, còn mà nấu không đều lửa đấy thì chúng ta sẽ phải nấu kéo dài trong vòng 3 ngày, cả ngày lẫn đêm nhé. Đấy, chúng ta phải ủ lửa qua đêm. Đấy, thì đấy là cái cách mà nấu hạt thủ ô. Và trong quá trình nấu thì phải thay nước liên tục. Vì sao phải thay? Bởi vì là cái hạt thủ ô này nó rất là chát. Nếu mà hàng tươi ấy, khi mà chúng ta luộc lên chúng ta thấy nó chát cực kỳ luôn. Thế nhưng mà khi mà chúng ta đã qua cái công đoạn sơ chế là chúng ta phải gạn bỏ cái nước nước nấu hạt thủ ô ta phải chát đi để cho nó bớt bớt cái phần chát đấy đi. Tuy nhiên kể cả qua rất là nhiều lần chát nước như vậy, 9 lần đấy các bác ạ. Đấy, đây là chát nước như vậy. Tuy nhiên thì nó vẫn không thể hết sạch sẽ được cái tính cái vị chát của hạt thủ ô đâu cả các bác nhé. Đấy, nếu mà các bác có mua hạt thủ ô đâu đó ở cái dạng viên này hoặc dạng bột mà về các bác dùng nó bảo là không có một tí vị chát nào thì em khẳng định thành phần của nó không riêng hạt thủ ô nhé. Đấy, đấy, thế nên là các bác phải chú ý chọn cái đơn vị hoặc là cái nơi nào sản xuất hạt thủ ô tin tưởng để các bác mua nhé, để ta dùng cho nó hiệu quả này. Đấy, về công dụng với các thứ tôi có nói ở cái video lần trước rồi, mình có nói ở video lần trước rồi, thì đấy hôm nay là giới thiệu qua về cái chu trình nấu hạt thủ ô như vậy. Đấy, khi mà nấu trong 2-3 ngày xong đấy thì lúc đó mới bỏ ra phơi. Đấy, và phơi bác phải biết là cái thời gian phơi của nó cũng rất là lâu, không phải là 2-3 ngày mà khô được một mẻ hạt thủ ô đâu. Đấy, mà phơi thậm chí đến một tuần hoặc chục ngày. Đấy, nếu mà thời tiết nó không ủng hộ, thế nên là làm một mẻ hạt thủ ô không hề đơn giản tí nào đâu các bác ạ. Thế đấy, để nên mẻ đấy cho thành phần cho các bác nó được ngon và cái giá thành làm sao cho nó tốt nhất thì các bác dùng đấy là như thế này. Đấy, đấy các bác nhìn này. Đấy, khẳng định luôn là cái chất lượng hạt thủ ô nhà em thì không thể nào bằng được. Đấy, các bác dùng là các bác sẽ thấy ngay được cái hiệu quả. Đấy, các bác là không cũng có khách thắc mắc là dùng 1-2 hộp mà không thấy tóc bạc chuyển thành đen, thì em có thể nói là các bác dùng riêng cái hàng hạt thủ ô này ấy, là dòng gần như là thuốc nam ấy, thì dùng nó cũng phải mất một thời gian 6-7 tháng, thậm chí là cả năm đấy mới cải thiện cái tình trạng tóc bạc nhé. Còn bình thường ra thì chỉ dùng một độ tháng là các bác biết về da rẻ cái hiện tượng rụng tóc nó sẽ giảm ngay được. Đấy, là một tháng là khi dùng vào thì là hạt thủ ô này rất là bổ máu, nên là nó sẽ giúp cho da rẻ của các bác được trắng đẹp và hồng hào nhé. Thế còn cái tình trạng rụng tóc thì cũng có thể là sau 1-2 cân là các bác thấy luôn được cái hiện tượng giảm ngay được cái hiện tượng rụng tóc nhiều. Đấy, còn cái hạt thủ ô này cũng khi mà các bác dùng này, trong quá trình dùng là nó cũng kích thích cái quá trình tiêu hóa là rất là tốt cho cái đường ruột, rất tốt cho cơ thể các bác ạ. Đấy, thế còn để cải thiện cái tình trạng bạc tóc thì cô chú và các anh chị các bác lưu ý là dùng là cứ phải cỡ tầm từ 6-7 tháng, thậm chí là 1 năm nhé. Đấy, nó cải thiện máu một thời gian, sau đó sẽ cải thiện dần dần từ chân tóc nhé. Cái quy trình làm rất là lâu luôn nhé. Đấy, bác làm muốn sử dụng hạt thủ ô của nhà em thì cứ liên hệ với Zalo hoặc Facebook của em nhé.